Hi, xin chào cả nhà. Mr. Black Vlog lại quay trở lại đây. Đây, hôm nay mình sẽ làm một cái món mới nha quý vị và các bạn. Đây, đây là món cá phèn tắm nước bành ha quý vị và các bạn. Cá phèn tắm với nước bành. Rồi đây là củ hành trắng mình ha quý vị và các bạn, cũng như thường mọi khi. Còn đây là pate mình mua mua ở nơi nào đó mà mai mốt quý vị và các bạn có đi mua thì hãy mua pate ha. Pate gan heo. Còn đây là mắm tôm ha quý vị và các bạn. Mắm tôm thì mình xíu đường, xíu bột ngọt với tỏi, tỏi mình sắc lát ra mình bỏ vô ha quý vị và các bạn, với lại ớt. Rồi mình với lại hai quả chanh. Rồi đây là nước mắm nhĩ ha quý vị và các bạn, nước mắm Nhất, nước mắm Phan Thiết Bình Thuận. À, có hai quả ớt. Rồi, cameraman qua đây. Đây. Xin trân trọng giới thiệu với cả nhà. Đây. Đây là bốn cái con cá đối hồi sáng mình chài được ha quý vị và các bạn. Còn đây là ba con cá phèn. Các bạn nhưng mà bổ lưới nha quý vị và các bạn, mình bổ lưới nha. Bổ lưới. Hôm nay nó bật tích một thời gian, mưa xuống bắt đầu nay nó mới có lại. Mình đảo lại hay em đỡ ấy thôi quý vị và các bạn. Quá trời mỡ luôn. Trời ơi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Trời ơi, u già. Quá đã. U cha cha. Úi trời, tại sao vậy? Cá phèn trứng nha quý vị và các bạn. Trở nó lại cho nó chín đều. Mình nướng vừa trái cầm thôi ha quý vị và các bạn. Cái này là mình hồi lúc trước là mình dùng với muối ớt chanh, nhưng mà nay mình sẽ dùng với nước mắm ha quý vị và các bạn. Ăn với nước mắm, chấm với nước mắm. Khó, khó tao nữa mày. Đó. Đây mình sẽ đảo lên miếng cá này ha. Cá đối ha, cá đối xong chín hiệu ha quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thấy nó đang sôi không nè nè. Đó, quý vị và các bạn thấy chưa, nó đang sôi nè. Cá tô không quý vị và các bạn, cá bự. Cái này là mình nướng cho nó rút từ từ ha quý vị và các bạn. Rồi mình lại mình sẽ review cái món cá phèn tắm như nước bằng ha quý vị và các bạn. Mình sẽ review cái món cá phèn tắm như nước bằng ha quý vị và các bạn, nước cốt bằng, tắm như nước cốt bằng. Đây đó, mình sẽ lấy một con trung trung thôi ha quý vị và các bạn, bự quá ăn không hết đó. Còn bốc khói luôn nha quý vị và các bạn. Đó, nước cốt bằng ha, nó mà mình chấm với nước mắm nhĩ Phan Thiết Bình Thuận ha quý vị và bạn. Rồi đây mình sẽ dùng trước cái đầu ha quý vị và bạn. Đây nghe nè, đó. Chấm vô xíu thôi nha quý vị và bạn, đừng có chấm nhiều quá mặn. Đây quá trời nó béo cái lầu. Chua chua ngọt ngọt của nước cốt bần ha quý vị và các bạn. Và cái thịt cái đầu con cá phèn nó béo béo ngậy luôn nha quý vị và các bạn. Đây mình sẽ thử miếng thịt ha quý vị và các bạn. Đây nè, còn bóc khối luôn nha. Đó, chấm xíu thôi nữa. Thịt mềm ngọt không dai. Và đặc biệt cái nước cốt bần của mình đó quý vị và các bạn, trước mình cũng nêm cho thêm xíu nước lọc, một muỗng canh hạt nêm, nửa muỗng muối, nửa muỗng canh muối và xíu bột ngọt ha quý vị và các bạn. Nó hài hòa. Rồi đây nè quý vị và các bạn, nó có trứng ha quý vị và các bạn. Đây nè, nè đó quý vị và các bạn thấy chưa, nè trứng đó nè. Đó mình sẽ review trứng nó ha nè. Và đặc biệt cá phèn này quý vị và các bạn mà mưa đổ xuống mới có, nó bật một thời gian luôn.
hôm nay bà áp thấp nhiệt đới và bắt đầu nó mới có lại hả quý vị các bạn. Đây đó, béo lắm quý vị các bạn, thơm béo. Rồi mời quý vị và các bạn lại đây. Đây ha quý vị và các bạn, ban các hình bình nãy mình nướng ha, và giờ mình cho ra dĩa. Mình nướng vừa trái cạnh ha quý vị và các bạn. Quá hốc khối luôn, nó xèo xèo luôn quý vị và các bạn ơi. Quý vị và các bạn có bị kích thích không? Đó. Ok. Rồi mình chở ba bốn cái đối này luôn ha quý vị và các bạn. Rồi nè quý vị các bạn thấy mỡ nó sôi không? Nó quý vị các bạn thấy chưa? Nó nè, nó. Cá này là mình chà nha, cái đó xong 100% luôn nha quý vị các bạn, mình không có đi mua nha. Con này nó cũng chín rồi nè. Đó, mình sẽ lấy ra luôn. Rồi. Chúc cho cameraman nó review. Rồi con này mình sẽ trở lại luôn ha quý vị các bạn. Mấy con này mình sẽ nướng dần dần. Đây, mình sẽ nướng thêm một con cá thèn nữa ha quý vị các bạn. Rồi, ok. Đây ha, mình sẽ đem lên. Ok, rồi mình sẽ review cá đối nướng nha mọi người. Đây, bốc khói luôn. Rồi. Rồi mình sẽ ăn cái đầu nó trước nha. Nóng quá. Đưa lên cho mọi người xem luôn cameraman. Từ từ. Rồi. Chấm với nước mắm xíu thôi. Rồi. Rồi hết. Gấp miếng củ hành luôn. Lá quế. Cái đầu con cá đói mọi người, nó ngọt với lại nó béo. Rồi review cái thịt cameraman, thịt cá. Thấy không ạ? Rồi. Thịt nó quá ngọt luôn mọi người. Mời mọi người dùng với cameraman. Mời mọi người dùng với cameraman nha mọi người. Da là mọi người. Giòn lắm. Tẩm miếng pate đi. Review miếng pate đi. Ăn gì vậy? Pate này quý vị và bạn mình cũng đã hong nóng bên trên cái thang rồi nha quý vị và bạn. Sắc chưa? Mà quá. Rồi xa ra, xa ra. Rồi rồi, ok, xích qua là thiếu. Xuất xích xuống. Rồi, ok. Rồi, nói đi cái gì đi. Ok, giờ mình sẽ review nha. Nó béo với lại ngọt lắm mọi người. Ăn ngon. Rồi. Quý vị và các bạn khi mà dùng với cá phèn, đặc biệt cá phèn nướng và đặc biệt là cá phèn tắm với nước cốt bần, quý vị và các bạn phải dùng thêm kèm thêm là với củ hành tây mình ha quý vị và các bạn. Củ hành tây thì mình cũng đã trong mấy cái đợt trước mình cũng đã review với quý vị và các bạn rồi, nó cũng dễ chế biến lắm quý vị và các bạn. Thì mình sắc nó cỡ khoảng vừa ăn thôi chứ đừng mỏng quá ha.
và mình nước cốt chanh cậu khoảng một trái một quả chanh, mình lấy nước cốt thôi quý vị và các bạn, xong rồi bắt mình sắc đó và mình ấy nó tơi ra, bắt đầu cái mình chế nước chanh vô và mình trộn. Và cái điều đặc biệt quan trọng nha quý vị và các bạn, nếu mà quý vị và các bạn không có nước mắm đệ nhất cũng được, hoặc là nước mắm nhĩ mà loại nhất á, quý vị và các bạn cho vô một xíu, quý vị và các bạn trộn lên ăn rất là ngon. Và đặc biệt ăn rất ngon nhưng mà địch cũng rất là thúi quý vị và các bạn. Rồi đi view cá tấm nước bạn đi cho tôi đây. Cái món đặc biệt hả quý vị và các bạn, hôm nay là món cá bạn tấm với nước bằng hả quý vị và các bạn. Chút cá này mình chấm thử với món mắm tôm này. Nè quý vị và các bạn, dùng khói quá. Thế thì đi hữu động với mọi người. Chiếc tỏi quý vị không ạ? Cầm những chiếc béo ghê luôn. Bả tè thơm. Đầu nó ngọt cực kỳ luôn mọi người. Cây giờ mình sẽ nhìn như thật lắm nha. Đầu của cái hẹn nó y chang như là đầu con cá hồi với quý vị bạn, nó mềm. Nó sụn không à. Và nó rất là béo. Tình cá phèn thì nó ngọt lắm nha mọi người. Còn cái biết đây là cá quý vị bạn thấy chưa? Nó đang bốc khói chung chi rất là ngon, tuyệt vời. Không biết nay thì mình đạm bạc chỉ món cá phèn tắm với nước bành, nước cốt bành và cá phèn nướng với lại cá đối nướng ha quý vị và các bạn. Nói chung tất cả sản phẩm của mình là tự làm hết quý vị và bạn. Nước cốt bần mình đi chạy cá mình thấy bần rụng á quý vị và bạn, mấy trái mà nó mới rụng á quý vị. Quý vị và bạn nó còn xanh và nó còn tươi. Không bị dòi nha. Đảm bảo không bị dòi. Bạn nào muốn quý vị và các bạn muốn mua nước cốt bần, mình chế biến nguyên chất luôn quý vị và các bạn. Mình không có cho nêm nếm gia vị. Mình sẽ một lít thì cũng rẻ thôi quý vị và bạn, nửa lít thì mình bán vô chừng cỡ khoảng 20.000 thôi quý vị và bạn. Tại vì quý vị và bạn thông cảm chi phí để mà mình đi lại rồi mình nấu củi lửa ga nữa quý vị và bạn. Một lít thì 40.000 thôi quý vị và bạn. Của một đồng công một bạn luôn quý vị và bạn. Thông cảm. Quý vị và các bạn nếu muốn mua nước cốt bằng thì hãy comment phía bên dưới để lại số điện thoại ha, là địa chỉ và mình sẽ ship đến tận nơi. Bây giờ mình sẽ review cái món cá phèn tắm nước bằng mình chấm với lại mắm tôm thử ha quý vị và các bạn, thử coi nó như thế nào. Cũng hợp vị. Tùy theo khẩu vị của mọi người ha quý vị và các bạn. Mình thích chấm gì mình chấm. Riêng Mr. Lát Vlog thì không có kén quý vị các bạn. Món nào chấm cũng được, trừ những món chấm không được. Đặc biệt cái tỏi này là quý vị các bạn. Quý vị và bạn sắp lát mỏng á,
mình nếu mà quý vị và các bạn không có dùng sống được á thì quý vị và các bạn ngâm chấm chua ha, thì ăn cũng ngon lắm đó, phòng ngừa cảm cúm ha quý vị và các bạn. Cái này là mình dùng sống được mà đặc biệt không có hôi nách đâu quý vị các bạn, không ăn xong rồi mình đánh răng rồi là tối ngủ phà phà, vợ chồng nằm ngủ chung với nhau hôn nhau bình thường không có thúi. Ngon xong mình đi làm mệt quá ha cameraman. Ăn ngon quá không biết nói gì. Ba tuổi quá. Biết sao mà cái bàn làm vậy á, mình làm như vậy nó sẽ rất ngon ấy hơn. Tại vì cá nó mọt rồi, nó sẽ trọn vị hơn. Chúc quý vị và các bạn cuối tuần xem clip vui vẻ ha. Hãy luôn đồng hành cùng Mr. Black Vlog ha. Hãy nhớ hãy cho nhấn subscribe kênh nếu quý vị và các bạn thấy hay. Like, chia sẻ. Để còn mọi người cùng xem quý vị và các bạn. Lẹo lưỡi. Rồi, xin mời quý vị và các bạn dùng bữa cùng Mr. Black Vlog ha. Không quá cà mè tầm này cái nói dưới này cũng chín nè ha quý vị các bạn, à, mình đứng kỹ lại xíu cho nó cháy cạnh. Ba tê gan heo nè mọi người, ăn không nó ngọt nó béo, ngán cực kỳ nha mọi người. Tới ăn chung á, mấy tập trước mình cũng có cái review về chè cá đối hả quý vị và các bạn, chè khó lắm quý vị và các bạn. Hôm nay thì mình sắm cái tay lưới mình giăng nó nhưng mà vẫn không hiệu quả, chắc do cái tay lưới cái lỗ lưới nó nhỏ không quý vị và bạn. Thì mình dính chỉ được có 4 con rồi quý vị và bạn, mà 4 con to không à. Rồi mình sẽ review cái món cá thiền nướng không quý vị và các bạn. Đây tất cả camera là đây không quý vị và bạn, nãy giờ mình đợi hơi lâu. Đây cá thiền nướng mình sẽ chấm với nước mắm hay quý vị và bạn. Đây nè quý vị các bạn thấy trứng đó không nè, trứng đó nè, đó quý vị các bạn thấy không? Đó, mình sẽ review trứng đó ha, chấm thử với mắm tôm rồi sao, mắm tôm bắc, cũng được, không thua gì nước mắm, chấm qua loại nước mắm thử rồi. Miếng củ hành thưa quý vị và các bạn, xíu ba tê thưa quý vị và các bạn. Kệ cực nhưng mà ăn ngon miệng được quý vị và các bạn, vô cảm vào tử nó sai được nhiêu sai. đây là cái trứng đó thưa quý vị và các bạn, đó thấy chưa. Thôi mình sẽ review đó, sắm vô nữa nha. Quá béo,
thịt nó ngọt nước, không dai lắm, mềm, thơm, béo ngậy. Rồi quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn dùng con Mr. Black Vlog nha. Rồi. Xuất sắc. Mình sẽ lấy ba cá đối lên cho quý vị các bạn. Đây này ha quý vị và các bạn, ban cá đối mình sáng mình nãy mà hồi sớm nãy camera 4 con mà cameraman nó review hết 1 con ha quý vị và các bạn. Đây là cá đối bự ha, mà mình đã đánh giải rồi luôn ha. Đó, mình đã sơ chế xong sẵn ha quý vị và các bạn. Cái này giờ còn 2 con cá phèn ha quý vị và các bạn. Hôm nay Mr. Black Vlog và cameraman dùng xương xương như đó ha quý vị các bạn. Mai tính tiếp. Yo. Ba ngon. Mình nhai cũng béo. Đúng không?
xương nó nhai béo, cứ ngọt cái chén đầu mềm. Và đặc biệt con cá này không có xương ngang, không có xương chữ y quý vị và bạn, nên quý vị và bạn dùng an tâm. Đi camera nhờ chúng tôi làm lấy quả chanh lên đây cho mình. Pate này á quý vị và các bạn, quý vị và các bạn có thể là chế biến thêm một món ăn rất là ngon. Hôm nào á là mình sẽ review cái món mà pate cùng một cái nguyên liệu không, quý vị và các bạn hãy nhớ đón xem ha. Mình sẽ review cái món đó để cho quý vị và các bạn cùng xem. Mình cũng học được từ ông anh của mình. Ông làm ăn ngon bá chí bùi chét luôn, ngon xuất sắc. Như vậy mắm nãy hơi thiếu chanh đó quý vị và các bạn, mình cho thêm nửa miếng nửa quả chanh. Mà đặc biệt cái quý vị và các bạn, cái món cá này nè quý vị và các bạn nếu mà quý vị và các bạn muốn giữ nguyên nguyên cái mùi vị của nó thì mình cứ như vậy mình dùng. Còn mà mình muốn cái khử cái mùi tanh của nó thì mình sẽ cho một xíu nước chanh mình rưới ấy, hàm mình nặng mình rưới thôi. Dùng rất là tuyệt vời quý vị và các bạn. Đây là kinh nghiệm mình học hỏi từ cũng từ mọi người ra không à quý vị và các bạn, chứ không phải tự mình biết. Ngon xuất sắc luôn quý vị ơi. Những món này là do Mr. Black tự làm không hả quý vị và các bạn. Còn cameraman thì nó chỉ hỗ trợ mình như lặt vặt là lột củ hành, hoặc là đi hái ớt, hái lá quế, hoặc là hái rau tần và cái ngò gai không gì được các bạn. Mắm như là mắm tôm này mình cũng tự pha chế luôn ha. Hãy nhớ comment mạnh tay không quý vị và các bạn, like chia sẻ mạnh tay lên. Hết quý vị và các bạn, Mr. Black Vlog cùng cameraman sẽ kết thúc video tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn làm cái món pate. Pate này với lại một cái nguyên liệu, hai nguyên liệu và mình làm một cái món ăn sáng rất là tuyệt vời quý vị và các bạn. Rồi ha, xin chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Rồi, bye bye.